chứ quay sao chị? Lâu lâu đi di chuyển nó xịt động hả? À rồi em hiểu. Quay cái cục ông ơi. Anh thật đấy. Quay nữa chị. Tắt rồi. Video đó có bị cắt không? Dạ có, em vừa phải quay lại. Thôi thôi thôi, vậy thì thôi. Tí nữa chị cắt không sao. Dạ.